À, vâng, xin chào bạn. Chúng ta đã tới xong cái phần báo cáo của hệ demo 4. À, và cái phần quan trọng đó là chúng ta muốn xuất cái báo cáo này thì sẽ như thế nào. À, ở đây thì có một cái lưu ý, đó là bạn không thấy cái trang. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ xuất những cái trang này ra bảng PDF nó sẽ như thế nào. Thì bạn sẽ nhấn vào đây, Save Document. Hoặc là chúng ta có thể in trực tiếp ra máy in được kết nối với máy tính của bạn. À, và cách thông thường thì chúng ta vẫn lưu dưới dạng file PDF để bạn có thể gửi cho khách hàng hoặc là bạn in ra giấy và sử dụng làm tư liệu để thuyết minh kỹ thuật cho hệ thống. Ok, và như vậy chúng ta đã trải qua 4 phần, 4 ví dụ để bạn thiết kế. Và trong phần tiếp theo đây thì bạn sẽ có những cái ví dụ để bạn tự áp dụng cái cách thiết kế và giải quyết những cái đề bài đó bằng những cái video mà bạn đã xem qua, những trải nghiệm mà bạn đã biết trên phần mềm VBSit. Chúng ta sẽ bắt đầu quá trình bạn ứng dụng vào trong một dự án bằng chính đôi tay của bạn. Hẹn gặp lại bạn trong phần tiếp theo.